Hello bạn Thiên Bùi. Hello Phúc Vinh Trần. Trần Lây. Em gọi tên anh Quốc Anh mà gọi tên là chi, gọi tên đổi chi hả? Khi mà người ta thất hứa, người ta nói đưa cho tôi cá heo, thấy không, cá heo cá gà gì đó mà không thấy đâu hết trơn nè. Tôi ghi nha, tôi hận nha Quốc Anh ơi. Có lẽ là anh phải trốn với em chứ, tại sao mà anh còn có thể gọi là mạnh mẽ tới mức là đạp lên dư luận đến mức là kêu em kêu anh tên anh Vũ Quốc Thanh hả? Trần Nông Thị Gấm. Dạ ok, dạ chào bạn Gấm. Mỹ Tho có nổi tiếng món hủ tiếu Mỹ Tho ha, và Mỹ Tho rất là gần, vừa hết cao tốc Trung Lương là xuống với Mỹ Tho. Nói chung là ai mà đi ngang các tỉnh miền Tây thì hình như là phải ghé qua Mỹ Tho ha, đa phần là như vậy. Nên là bây giờ khi mà có cao tốc Trung Lương rồi thì không có cảm giác Mỹ Tho là xa nữa. Mẹ mẹ của Tuyến á, mẹ Tuyến thì sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà ngoại Tuyến thì sinh ở Cần Thơ, ông ngoại thì ở Bến Tre. Hello Quốc Nam. À vậy hả, vậy thì là nhỏ hơn Tuyến rồi, Tuyến 87 đây, vậy là phải kêu Tuyến bằng chị chứ gì. Hello Ngọc Hân. Ok Trần Cẩm Tú, chị thấy em. Vâng nghe. Dạ em đây, em đây. Bởi vậy cái động lực rất là quan trọng mọi người ạ. À, đôi khi mình muốn một cái điều gì đó nhưng mà giống như mình chưa thực hiện được, không biết tại sao, nhưng mà thiếu một động lực, thiếu một sự ủng hộ, thiếu một lời kêu gọi. Hai chị Tuyến ha, à hai chị Cúc ha. Ồ à, thì vừa qua là sinh nhật của Tuyến ngày 21 tháng 3 1987. Ok rồi, cái tên của Tuyến nó hơi sâu đậm ha. Giận rồi Thanh ơi. À, hello, dạ con chào dì Hiền, con chào dì. Ok, chị thấy em. Thì như là ngày sinh nhật của Tuyến là 21 tháng 3 đúng không? Hôm nay là 30 rồi, là đã là 9 ngày hả? Đã là 9 ngày. À, Gò Công á, Tuyến nhớ có một lần Tuyến quay phim ở Gò Công, anh Quốc Nam nè. Có món xoài phải nói là superstar, món xôi đó là siêu sao luôn, phải nói là cuộc đời chưa bao giờ ăn món xôi ngon như vậy. À, xôi với một cục thịt nướng vậy thôi mà ngon kinh khủng, phải nói là không bao giờ quên. Ok thì bây giờ là cũng hơi trễ ha, bởi vì là hôm nay thì Tuyến có thời gian rảnh để livestream cùng với mọi người. Thì về trước, bởi vì là Tuyến livestream cũng hơi trễ nên là Tuyến sẽ mở được một nửa phần quà thôi. À, đó là từ chị Vivian Nguyễn và từ chị Christina Nguyễn. Christina Ngô và vị chị Vivian Nguyễn. Và những cái bó hoa của anh Marcus của công ty Z, và những bó hoa của những người bạn dành Kim Tuyến. Thì hôm nay Kim Tuyến mở tiếp những phần quà tiếp theo. Một phần quà mà Tuyến cho là được gói rất là trang trọng lắm luôn. À, trang trọng lắm luôn. À, kèm một lời kèm một tấm thiệp. Tôi sẽ mở tấm thiệp này ra. Nếu mà không có gì quá nhạy cảm thì Tuyến sẽ đọc thôi, nhưng mà Tuyến nghĩ là người tặng này kawaii. Một tấm thiệp, không biết đâu tìm một cái tấm thiệp nào này rất là hay luôn, một con mèo trên cái nền giấy màu nâu. Ok. Nà, Happy birthday chị Tuyến. Mong món quà nho nhỏ bé này sẽ giúp chị Tuyến thư giãn trong lúc quay phim. Yeah, món quà gì mà giúp Tuyến thư giãn hả? Ok, thì muốn biết quà gì thì phải mở ra thôi chứ, đúng không? Ok. Nói
Chắc là mọi người biết cậu bé bán gạo đúng không? Nếu như mọi người theo dõi nhiều thì mọi người sẽ biết Trầm Cường. Tên thật là Trầm Vũ Quốc Cường, là một nhân sự và phải nói là xuất chúng tuyệt vời của công ty gạo Hoa Lúa. Thì hiện tại nay là Cường đồng hành với Kim Tuyến như là một đứa em thân thuộc, rất là thân thuộc. Hai chị em gọi là, mà không phải kiểu chị em nương tựa đâu nha mọi người, không phải không hề như chị em nương tựa đâu nha, không có chuyện nương tựa đâu. Mọi người là chị em cảm thấy là như một cái duyên quý mến nhau. Thư giãn thiệt, có thể là thư giãn một súng massage. Những cái lúc mà cảm giác đau, mệt mỏi khá ổn hả? Có nên thử liền không ta? Đau vùng cổ. Khi mà mình đè sâu xuống thì nó rung mọi người ạ. Cũng ổn nha, lâu dài không biết như nào, trước mắt thì thấy cũng không tính nổi tệ. Ok. Thank you em Trầm Cường. Đây là pin sạc. Cảm ơn em một món quà mà chị thấy rằng là và đúng cái màu mình cũng yêu thích, màu xanh lá ha. Rất là cần thiết thật sự. Cảm ơn em khi nhìn thấy món quà này và nghĩ đến chị. Bởi vì em cũng biết rằng là chắc có thể là mỗi lần em thấy chị hay bóp cổ đúng không, mỗi lần tiếng giảm tiếng hay bóp cổ này nó hay mỏi vùng cổ. Bởi vì là đối với những người mà lao động về trí óc á mọi người, nên họ phải suy nghĩ nhiều. Một cái cho đỡ nhớ hả chị. Em cất cái máy này vô rồi ôm nha. Ok, cảm ơn em Trầm Cường. Có những cái đầu để mình đổi nữa, sao tùy ý. Thích nha mọi người, thích. Hello Thảo. Hello chị Đào, hello Minh Thường, hello Nguyễn Cao Cường. Hello mọi người. Và đây là phần quà tiếp theo. Khi mình mở ra. Mở ra. Victory Vũ. Đào Bích Ngọc. Hello bạn Mai Linh. Thả tim mỏi tay luôn rồi. Thả tim cái gì? Bây giờ sửa hình cho em đi kìa. Anh đã sửa hình cho anh một bài gì đi hả? Cho anh em. Xong rồi, em tính là gói quà xong em sẽ gọi cho anh đó anh Nghệ. Anh đừng có ngủ nha. Anh hay trắng trợn quá. Anh hết xin thẻ VIP của bên anh bên bún cá vạn giả của anh Tuyên. Rồi bây giờ đây thôi cho kinh doanh xin thẻ VIP cũng được đi, phải không? Thẻ VIP thì người ta lời ít hơn chút, vẫn còn ok, vẫn còn có lời.
Còn cái này á, sinh nhật em mà em Út một năm có một lần nè, mà anh cũng ráng sinh nhỏ nữa. Mà bây giờ anh nghĩ đi, quà này là quà sinh nhật, quà thạch xanh khu bảo hết đúng không chị? Dạ đúng rồi, quà sinh nhật mà bây giờ mà em tặng anh á, thì em biết ăn nói với cái người tặng em như thế nào. Anh này bởi vậy anh cứ đùa. Rất giống một quyển sách, nhưng mà hình như là không phải. Bởi vì là nếu như là một quyển sách thì là sẽ không cần phải đóng cái màn bảo vệ này. Để chúng coi là gì nha. Rất là cưng yêu luôn. Bạn này cắt từng chữ happy birthday, sinh nhật thật nhiều sức khỏe và vui vẻ. Nói chung là bạn in ra một tờ giấy A4 rồi xong cắt thành một chữ như thế này, rồi sau đó là dán vào cái hộp quà. Rất là cute ha, ý tưởng rất là dễ thương, handmade rất là dễ thương. Mẫu quà ít được tặng quà quá hay sao á, nên là mở nó cũng hơi lâu ha. Mẫu quà buồn ngủ thiệt luôn chứ. Ok, từ từ mọi người ơi, từ từ. Cái bao bì á mọi người, nó cũng cả là một cái tấm lòng ở trong đó, không? Cái gói quà nên là mình mở cũng vậy để mình trân trọng cái tấm lòng của người ta. Đó nên là mình không được mở gọi là chỗ thả, mình mở có tâm quà. Thì bởi vì là một bộ trang sức mọi người ạ. Dạ ok, ôm chị Cúc Nguyễn. Mọi người ơi, có cung cấp cho Tiến một cái đồ mở quà không? Có, phải lấy cái này mở đỡ đi nè, bị chị Đào vô thường nhắc nhở nhẹ rồi. Ôm chị Cúc Nguyễn cái đã nè. Cưng chị Cúc Nguyễn gì đâu á. Yeah, đây là món quà từ một người giấu tên nếu không cũng không biết, tặng cho Túy một cái hộp quà là bộ trang sức ngọc trai này. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Thôi mình đeo lên luôn đi ha cho nó nóng nha. Mình đeo lên luôn cho nóng. Mặc dù nó không phù hợp với trang phục này lắm, nhưng mà nó phù hợp với cái tình cảm mà người tặng Tuyến món quà này. Nó sẽ đeo lên luôn. Không biết là có phải là mọi người hay xem livestream của Tiếng hay Tiếng hay nghe Tiếng nói thích trang sức hay không, nhưng mà sinh nhật năm nay Tiếng được nhận rất là nhiều trang sức. À hả, thật sự nó không ăn với chút xíu nào, bởi vì Tiếng đang mặc bộ đồ pyjama ở nhà. Nhưng mà không vấn đề mọi người hả, không vấn đề. Có một chiếc nhẫn nữa, nhẫn này tay rộng tay nhỏ gì đây cũng vừa hết. Ok, mở quà cho nó đẹp hơn. Cảm ơn người đã tặng món quà này cho chị Tiến rất là nhiều. Cảm ơn em. Ok, vậy thì tiếp theo là một thùng quà rất là to. To lắm. Đây. Yeah. Một thùng quà rất là to từ chữ Yến Lê tặng cho Tuyến. Chị Yến Lê đã chọn một thùng quà như vậy thì biết là rất là nhiều món đồ ở trong đó để gửi về cho Tuyến. Và bây giờ Tuyến muốn chia sẻ với mọi người. Tuyến muốn chia sẻ với mọi người. Ê chào, quên mất. Chị Yến Lê nói là chị Yến Lê ngại quá, không có muốn nói rằng chị Yến Lê tặng, mà chắc chà Tuyến quên mất tiêu rồi. May quá là chị Yến Lê không xem. Nhưng mà chắc là ở trên đây rất có nhiều huynh tỷ muội thân thiết của chị Yến Lê. Và chị Yến Lê em xin lỗi. Em nói là em sẽ không nói mà em bị quên mất. Tính biết là như vậy mọi người à. Giữ bí mật hơi bị dở luôn ấy. Bây giờ thôi Tiếng mở quà chia sẻ, lỡ mở quà chia sẻ với mọi người ha. Chocolate cho ngọt ngào. Tiếng thích ăn, hơi thích ăn chocolate. Bởi vì là khi đi quay thì chocolate cho Tiếng nhiều năng lượng. Và hiệu Godiva này cũng là một hiệu chocolate khá là ngon. Ok. Đây là những cái chai xịt để mà khử tránh cho bị côn trùng cắn á. Có một chị ở trong đoàn phim có, và Tuyến xin xịt và thấy rất là hiệu quả. Và Tuyến có nhà chị Lê, Yến Lê mua, và chị Yến Lê đã đưa vô cái phần quà tặng luôn rồi. Tuyến nghĩ trong đây là trang sức, trong hộp này là những món trang sức nó rất là kỳ công mọi người ạ. Cái phần bao bì phải nói là rất là kỳ công. Đó, chắc đây là quà sinh nhật của chị dành cho Tuyến, một chai The Phone. Còn đây là những món trang sức. Đây là cái đồ để mà Tiếng đánh đàn guitar. Sẽ nhớ hả? So, thật là ấm. Yeah.
Và mọi người có biết gì không? Tuyến đang tập về bộ môn guitar. Vậy hả chị? Wow. Cái này để mà mình luyện tập guitar. Khi mà mình đi xa mình không có mang đàn theo, mình luyện tập về cho người mới chơi. Đây là hợp âm đô mọi người ạ. Hợp âm đô đánh từ dây số 5, hợp âm pha đánh từ dây số 4, hợp anh la thứ đánh từ dây số 5, hợp âm mi thứ. Ok, đang rất là cần cái này, cảm ơn chị Yên Lan nhiều. Trời ơi, thật là thiết thực, thiết thực. Mình không biết là có cái sản phẩm này trên đời luôn. Tiếng cứ lăn tăn đang tập luyện guitar mà mỗi lần đi quay á, thì không có thời gian tập, không không thể mang đàn theo được, không biết làm sao. Ôi, love it, love it so much, em cảm ơn. Tiếng đang theo đuổi bộ môn guitar mọi người ạ. Không biết tới đâu nhưng mà kệ, tới đâu thì tới, nhiệm vụ của chúng ta là tập thôi. Ferrero Rocher Chocolate. Trời ơi, chị nhỏ béo em mất tiêu rồi. Em mà có tăng cân á, ế xô là chị chịu trách nhiệm mất chị Lê ơi. Ok, có vẻ tiếng để nhà hơi nóng, từ từ tới giờ nó hơi nóng, nó hơi không được cứng cáp cho lắm. Những cái món quà mà tiếng được nhận được thì dường như là cảm giác là rất là mọi người rất là đặt cái sự quan tâm trong đó. Dạ, học rất là thú vị. Chị Tuyến có đánh đạt được đàn guitar mà. Hai chị Vivian. Dạ, đây là em khui quà của chị Yến Lê. Mùa dịch này ai cũng đau họng đúng không ạ? Thì nên là chúng ta phải sẵn sàng cho kẹo đau họng. Lần trước thì Tuyến cũng có được chị Vivian tặng cho một chút kẹo này, Ricola này. Lấy một kia ngậm liền. Như đây gì là kẹo ho, làm giảm cân ho. Khá tuyệt vời em ạ. Ricola khổng lồ. Nhưng mà mới nói xong đây là một Ricola khổng lồ. Em xin phép người đã tặng em những món quà này cho em được chia sẻ. Nhưng mà nếu mọi người xung quanh nha, bởi vì một mình em không thể nào mà sử dụng hết được. Theo bên gầm. Đây là trái cây nhiệt đới. Wow, món quà này rất là cho Sophie quá. Sophie ơi, nếu biết có bạn trai nè Sophie, giống không? Mọi người nhìn xem có giống không ạ? Oh my god. Sophie ơi, con có bạn trai rồi sao? Bỏ mẹ sao Sophie ơi? Ra đây nè bé ơi. Này ra hơi khó ạ. Để nghiên cứu cái vụ leo ra sao. Sophie với bạn trai Sophie nè. Hai người có hợp bạn trai Sophie, lông hơi ngắn hơn Sophie. Nhưng mà cũng ok hả? Từ từ anh để lông dài hả Sophie hả? Ok. Dễ thương quá. Wow, một bịch hôn nữa, khổng lồ nữa.
trên Lennon trong mùa dịch. Rotte Lennon, bạn yên tâm vượt qua đại dịch. Bởi vậy chỗ này chữ gì đây ta? Hình như là cái này để thơm phòng đúng không ạ? Cái không biết cái gì, hình như là để thơm phòng thì phải. Bây giờ khi mà mọi người hỏi về răng của Tuyến, nói chung là Tuyến cũng khá hài lòng với hàm răng của mình. Thế nên là khi mỗi khi mà được hỏi hello, hello chị Ngọc, hello chế Ngọc, hello chế, chế khỏe không ạ? Hôm bữa gần đây tiếc quá, khi mà chế xuống đột xuất quá, em không biết, không có thời gian sắp xếp để gặp nhau vậy ha. Sắp tới thì chế Ngọc có dịp xuống không ạ? Ninh Trần Hiền. Ok. Dạ. Đó là những món quà mà Tiến được nhận trong ngày sinh nhật của mình, mà nhận lần trước rồi. Nhận trước rồi nhưng mà bởi vì Tiến không có đủ thời gian để mở quà ra thì hôm nay Tiến mở để chia sẻ cùng với mọi người ha. Đại dịch vẫn còn mọi người ha. Nhưng mà còn ở một cái dạng là mọi người đã sống chung rồi. Và bây giờ chưa có vẻ như là chúng ta cũng không còn quan tâm nhiều đến đại dịch nữa. Ta nghe đến nói giống như là nghe đến một cái điều gì đó nó thân thuộc. Nó thành như gọi là cũng không có gì để bàn, không có gì để nói nữa. Bởi vì chúng ta đã bàn, đã nói về nó quá nhiều rồi ha. Bây giờ chúng ta cứ sống thôi và chúng ta sẽ trải vào một cái hành trình chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa. Bởi vì là những cái vấn đề cho hậu Covid ha, thì chắc chắn là Tuyến cũng đang trong giai đoạn hậu Covid. Nếu như mà nói rằng là vaccine nó là một phần, nhưng mà một khi mà virus đã nhiễm hay gặp thì chắc chắn có những cái tác động không hay ha. Thì nên là mọi người chúng ta cũng vui, đó là một cái tin vui, đó là chúng ta đã không còn trầm trọng hóa về vấn đề Covid nữa. Nhưng một cái tin buồn là hình như đa số trong chúng ta đều mắc Covid và chúng ta để chuyển qua một cái giai đoạn khác của Covid, đó là giai đoạn hậu Covid. Cuộc sống mà mọi người luôn dành chúng ta những bất ngờ. Có khi những bất ngờ đó là vui, có khi những bất ngờ đó là không vui, đúng không ạ? Nếu như nói virus này là một cái của từ thiên nhiên đi, thì rõ ràng thiên nhiên cho chúng ta rất là nhiều cảnh đẹp, đúng không? Non núi, núi non nè, sông biển ao hồ ha, rất là đẹp. Có bốn mùa, hoa thơm cỏ lạ ha. Mùa đông thì tuyết trắng xóa, mùa xuân thì trăm hoa đua nở, mùa hè thì nắng vàng rực rỡ, mùa thu thì lá vàng rơi lãng mạn. Thì đổi lại sẽ có những cái lúc mà hơi đắng lòng như Covid này. Thì thôi, lúc nào đến thì chúng ta hãy tận hưởng nó nha mọi người ha. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi buổi livestream của Kim Tuyến ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn mọi người vào buổi livestream sau ha. Bye bye. Chúc các tình yêu của Kim Tuyến ngủ ngon. Chúc chị Cúc ngủ ngon ha. Chúc chị Ngọc ngủ ngon. Gia đình cà phê ngủ ngon à. Ok. Đi. Hello, bye bye mọi người. Bye bye. Xin gặp mọi người. Bye bye chị Viên Châu. Hôm nay tập Facebook chị Hoàng Dung thì thấy Facebook chị Viên Châu bị hack. Rồi mọi người cứ mượn tiền này nọ. Trời đất ơi, cái trò đó cảm thấy rất là xưa cũ rít rồi mà mọi người vẫn dùng nó, thiệt tình là nhau á. Thiệt tình đó là không hiểu nổi luôn á, thời buổi này còn hack Facebook nữa. Ây da, hack Facebook để mượn tiền nữa chứ không thì không nổi. Nên là điều gì mọi người cũng cẩn thận nha. Nên là bây giờ nhà ai mà nhắn tin nó mượn tiền dù cho 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 500 ngàn tiếng cũng phải gọi lại nữa. Ok, bye bye mọi người. Bye bye, chúc mọi người thành ngon. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi buổi livestream của Kim Tuyến và Sophie. Bye bye mọi người.